Tôi là em gái của Tira Sinanda. Đây là thông tin hoàn toàn chính xác. Tôi rất vui và hạnh phúc khi mình có được bàn thắng vào lưới đội bóng mạnh như đội tuyển nữ Việt Nam. Mỗi khi em tôi gặp nhau thì tôi và anh trai thường nói nhiều về bóng đá và cả đối thủ Việt Nam. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể giúp gì cho anh trai cả, bởi bóng đá nam và nữ khác nhau rất nhiều. Tôi chắc chắn sẽ có một buổi tối vui vẻ khi gặp lại anh trai Tirasin của mình. Anh ấy đã không ghi được bàn vào đội tuyển Việt Nam, nhưng tôi đã ghi được bàn vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam. Thank you, lady. Beautiful. You are better than your brother. You beautiful, lady.